Xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Xe 365. Thì ngày hôm nay Tuấn sẽ đi chi tiết một sản phẩm mà đã từng cũng bán doanh số rất là khủng và nhiều người dân Việt Nam từng mơ ước sở hữu nó khi đi trên đường. Đó là chiếc xe gì? Bên cạnh Tuấn đây, quý vị các bạn có thể nhìn thấy. Đó chính là chiếc xe Cora Atis phiên bản 1.8e, phiên bản số tự động vô cấp được lắp ráp ở Việt Nam với giá niêm yết là 733 triệu đồng. Bên cạnh Tuấn đây là phiên bản màu trắng. Và nó có những cái đặc điểm nào mà chúng ta đã từng mơ ước như vậy? Những tính năng hay là ngoại thất cũng như trang bị nội thất bên trong xe nó cũng hấp dẫn chúng ta ở những điểm gì? Thì chi tiết sau đây Tuấn sẽ đi vào video. Trước khi đi vào video này thì Tuấn vẫn mong quý vị các bạn hãy đưa ra những nhận xét và đăng ký kênh để cho đội ngũ của Xe 365 ngày càng phát triển hơn ạ. Với 733 triệu, quý vị các bạn có thể lưu ý giúp Tuấn nhé. Chúng ta đã sở hữu dòng xe phiên bản Cora Atis này rồi, với những cái công nghệ nó mang theo với đầu xe, quý vị các bạn có thể nhìn thấy thực tế, đúng không ạ? Xe đã được thiết kế với những cái bộ quay xung quanh bộ body, kèm những cái thanh mạ chrome phía cản trước, phía hốc gió trước được thiết kế nó đẹp mắt hơn, trẻ trung hơn, lịch lãm hơn với tất cả mọi người dân mà đều có thể mong muốn được sở hữu nó, đúng không ạ? Công nghệ chi tiết vào như nào, Tuấn có thể đây, những thanh mạ chrome khi quý vị các bạn đi di chuyển trên đường nó rất là nổi bật, sáng. Với phần cản trước, phần hốc gió la răng thiết kế hình lục giác đây, màu đen xen lẫn dưới là cũng có một viền dài mạ chrome nối ở phần đầu xe. Kèm theo ở bên trước, chúng ta sẽ có cụm đèn sương mù, viền mạ chrome, mạ sơn đen. Một bộ quay phía trước đầu xe nhìn chiếc xe của chúng ta thể thao hơn và khỏe khoắn hơn, đúng không ạ? Phía trên chúng ta có những cái cụm đèn, đúng không ạ? Cụm đèn rẻ, đèn led ban ngày đây, đèn led nhìn rất là nổi bật đó. Còn về cụm đèn của chúng ta khi đi vào ban đêm, độ chiều sáng rất là tuyệt vời khi quý khách hàng đi trong thành phố cũng như đi ngoại thành hay là đi trên những cái vùng cao, vùng núi phá sương rất là tốt ạ. Và để tiếp theo đến cái phần hông xe, chúng ta có những gì, đúng không ạ? Một chiếc xe với 733 triệu như thế này, mâm xe thiết kế rất là đẹp, đúng không ạ? Mâm xe của chúng ta đây, vì có sông thông số lốp, Tuấn xin nói nhắc đến cho quý vị các bạn là 205/55R16. Cái phần mâm xe chúng ta được mạ bạc và sơn nhám này rất là đẹp, với là phanh đĩa thông gió nên là giúp chúng ta đi trên đường an toàn hơn, với công nghệ nó rất là hiện đại rồi ạ. Phía trên, đúng không ạ, quý khách hàng có thể ngắm với cái cụm gương để chúng ta được tích hợp sinh nhan trên gương, và mọi tính năng như là chỉnh điện, gập điện đã được tích hợp với cái phiên bản mới năm 2020 này rồi. Và bộ quay để chúng ta còn nhớ những cái điểm dập nổi bên hông xe nhé, tạo khỏe khoắn, trẻ trung hơn, đúng không ạ? Và dưới là cũng có một những cái thanh ốp bộ quay body thanh ngang. Kèm theo nữa của chúng ta bên phía hông đi, với cái phiên bản mới thì chúng ta đây, chìa khóa đã được chìa khóa thông minh, đúng không ạ? Quý khách hàng có thể rất đơn giản để chìa khóa bất cứ đâu, mang theo người nhé, ba lô cũng như túi quần hay treo tập rè, thì chúng ta có thể mở chìa khóa một chặng rất là dễ dàng, một chặng có thể mở hoặc một chặng cảm ứng có thể là mở được xe nhé. Đây ạ. Đó, rất là tiện nghi, rất là đơn giản, nó mang tới cho chúng ta sự thoải mái khi cung cấp trang bị cho chúng ta một chiếc xe nó được nhiều công nghệ và đẹp, khỏe khoắn hơn với phiên bản 2020 như vậy. Để đi về phần thì đuôi xe. Đuôi xe nhìn đây, về hông xe nhìn chiếc xe rất trường, khỏe khoắn hơn. Phần đuôi xe của chúng ta, quý vị có thể là những cái chi tiết Tuấn muốn nói ở đây là đèn xe đi. Cái phần nổi bật nhất là ta sẽ có cái phần đèn dải, đèn led, đúng không ạ? Quý khách hàng khi đi vào ban đêm nó rất là nổi bật và an toàn hơn. Có thanh mạ chrome này, bên hông xe chữ Cora Cross đây ạ. Phiên bản 1.8e 733 triệu đồng. Cái nổi bật về phần đuôi xe này chúng ta có thể thấy là nó thiết kế khá là hài hòa và đẹp bắt, với cả ví dụ cái cụm cản sau màu đen như này, chiếc xe nhìn nó khỏe khoắn hơn. Kèm theo chúng ta cũng sẽ có cái mắt camera, kèm theo những cái cảm biến phía sau
khi quý khách hàng di chuyển trên đường an toàn hơn và đầy đủ xung quanh xe khi đi thành phố cũng như đi khi ngoại thành ạ. Rồi, phần cốp bên trong xe này. Đây, cốp của chúng ta thì khi quý khách hàng nếu mà muốn di chuyển trên đường hay là đi công tác cũng như đi du lịch ở đâu đó có thể chứa rất nhiều đồ phía bên trong. Dưới của chúng ta sẽ cũng sẽ có một bộ lốp sơ cua dự phòng. Lốp dự phòng này thì sẽ có kích cỡ giống hệt lốp chính của chúng ta. Và những cái bộ kích lốp hay là những cái vật dụng để thay, sửa chữa lốp ạ. Đúng không ạ? Rất là rộng. Mà cái chiều cao của nó rất là vừa phải. Cái hàng thì có thể nhấc vào đồ, để đồ bên trong. Đó là về phần cốp xe. Đúng không ạ? Rất là tiện nghi và rất là sang trọng. Đã. Tiếp theo thì Tuấn muốn chia sẻ về phần nội thất bên trong của xe. Nó được trang bị những cái công nghệ hay là những nội thất tiên tiến như thế nào. Thì cũng mời Tuấn đi cùng vào bên trong để khám phá nó. Rồi, đây. Đầu tiên tôi muốn nói đến ở đây là vị trí ghế bên trong của chúng ta đã được thiết kế ghế nội thất màu be này. Nó rất là sáng xe, rất là nổi bật và sang trọng. Ghế của chúng ta sẽ chỉnh điện 10 hướng nhé. Đúng không ạ? Rất là dễ, chỉ chỉnh bằng những cái ngón tay điện của chúng ta ngả. Hay là phồng lưng ghế khi quý khách hàng di chuyển xa trên đường. Nó giúp chúng ta thoải mái hơn, đúng không ạ? Về phần đây, nó có những cái nút như chỉnh gương hay là cảm biến. Rất là dễ sử dụng. Đó, về phần vô lăng, tôi muốn nói ở đây thôi. Khi mà quý khách hàng ngồi lên xe thì cái phần vô lăng phần trang bị nó như thế nào, đúng không ạ? Nội thất đây, vô lăng của chúng ta sẽ được bọc ra đây, cầm nắm rất là chắc. Bên trái không thể thiếu những nút như đàm thoại rảnh tay, đúng không ạ? Và tăng giảm âm lượng cũng như chuyển các chế độ của màn hình DVD. Đó, bên phải của chúng ta cũng sẽ là có những núm tính năng điều chỉnh cái màn hình đa thông tin phía trước đây. Đó, rất là đẹp, đúng không ạ? Màn hình đa thông tin TFT của chúng tôi thiết kế màu sắc rất là dễ nhìn và cảm nhận cho quý khách hàng. Hiển thị đầy đủ các tính năng. Vòng tua bên trái này, bên phải là hiển thị tốc độ, đúng không ạ? Còn đây, rất là dễ khi chúng ta điều chỉnh, cài đặt cũng như thông tin hiển thị màu, hiển thị còn xăng đi được bao nhiêu này, hay đúng không ạ? Những cái tin nhắn đến rất là tiện dụng. Đó. Còn phía dưới của chúng ta đây cũng có không thể thiếu là núm điều chỉnh cruise control, kiểm soát hành trình tốc độ. Đó. Khi quý khách hàng di chuyển trên đường cao tốc rất là dễ nhận biết. Còn kèm theo nữa là cái phần đề nổ thông minh. Đó, engine start stop không thể thiếu với sự tiện dụng và sự tiện nghi cho quý khách hàng. Rồi, tiếp theo cái màn hình DVD. DVD kết hợp với 6 loa giúp công nghệ giải trí của chúng ta rất tốt, kết nối AUX hay là bất cứ những cái tính năng Bluetooth nào đi trên đường giải trí thoải mái nhẹ nhàng bằng một vài bản nhạc. Phía dưới của chúng ta được tích hợp điều hòa là điều hòa tự động nhé quý vị và các bạn. Đấy. Mát. Riêng điều hòa của Toyota thì với cái độ nhạy và mát lạnh sâu. Đúng không ạ? Về cần số hộp số của chúng ta nhớ là động cơ sử dụng là động cơ 1.8, hộp số vô cấp CVT nên là di chuyển trên đường phố rất là mượt mà, không bị trễ, không bị giật xe. Đó. Về và những cái hộp số như này, còn để đi vào chi tiết rồi sử dụng hộp số như này thì xe 365 sẽ ra một cái video clip mà cụ thể hơn, chi tiết hơn. Chế độ lái chúng ta cũng có thêm một cái chế độ lái sport khi quý khách hàng di chuyển trên đường trường, đường cao tốc, đúng không ạ? Giúp cảm giác lái của quý khách hàng nó phấn khích hơn, nó thể thao hơn. Đó là những cái gì mà chúng Tuấn đã muốn nói tới ở cái phiên bản Cora Edit với chỉ 733 triệu đồng chúng ta đã được trang bị. Nó quá là đầy đủ, đúng không ạ? Hệ thống đèn hệ tụ gương rất dễ điều chỉnh, ngồi ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Ok, vậy còn gì, nếu mà bất cứ quý khách hàng mà còn lăn tăn thì quý khách hàng có thể qua xem ngó, nó có thể sờ mó trực tiếp để đưa ra cái quyết định của mình xem là có mua hay là không nên mua phiên bản Atit mới này. Thì Lô Tuấn và xe 365 luôn chia sẻ những cái thông tin cụ thể và chính xác chi tiết nhất với phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng. Rồi, cùng Tuấn sẽ đây tựa tì tay, nói chung mọi tính năng đều có đủ. Tiếp theo, cùng Tuấn đi thì theo dõi chi tiết về cái khoang hàng ghế thứ hai của xe có độ rộng rãi này, có chi tiết như nào ạ? Vâng, hai cái hàng ghế thứ hai của xe Tuấn đã ngồi thì không phải mà mọi người
bình thường mình có thể là yêu thích được nó vì nó có quá nhiều cái sự tiện ích trên cái dòng xe này. Ví dụ khi mà khách hàng cũng như ngồi ở hàng ghế thứ hai đây, chúng ta có thể nhìn thấy một cái độ thoải mái, đúng không ạ? Khi mà đi kể 5 người hay là gia đình của chúng ta đi rất là thoải mái với cái độ rộng rãi 1m75 như Tuấn đây, đầu lên khung, nó thoải mái tuyệt vời những đi di chuyển trong phố cũng như khi đi xa. Đến đó là những cái điều mà Coratis nó mang lại cho quý vị và các bạn với những cái trang bị tiện nghi công nghệ. Đây, tựa tì tay cũng không thể thiếu nữa. Để cốc của chúng ta ở đây, khi ngồi nó rất là thoải mái. Đấy, từ cái độ rộng rãi của chúng ta, khi chúng ta đây có thể di chuyển từ bên ghế trái hay sang ghế phải, nó rất là dễ vì cái khoang chỗ giữa này này nó rất là bằng phẳng, nên là quý khách hàng có thể di chuyển rất là dễ và tiện dụng, và ngồi một chiếc xe nó thoải mái này, đúng không ạ? Rồi, ok, xin mời quý khách hàng vị và các bạn hãy đi vào cái chi tiết tổng thể cuối cùng. Tôi muốn tóm lược tổng kết lại để quý vị các bạn có nên hay không nên. Dạ vâng, và vừa rồi những cái hình ảnh chi tiết bằng cái clip này, Tuấn cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về ngoại thất cũng như nội thất bên trong xe, nó có những cái đặc điểm như thế nào, nó có giúp quý khách hàng mà nó có thể phù hợp hay không, hay những cái công nghệ trang bị trên xe nó đã tiện nghi cũng như là khỏe khoắn hơn, mạnh mẽ hơn khá là nhiều với những cái tính năng dụ sport chẳng hạn, hay bên ngoài xe của chúng ta đã được thay đổi cái thiết kế những cái bộ quay body như này, đúng không ạ? Nên là quý khách hàng, bất cứ ai mà đang có cái sự quan tâm để ý đến chiếc Coratis này, nếu mà muốn biết thêm, ví dụ với cái giá chỉ 733 triệu đồng, đúng không ạ? Chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi, với giá lăn bánh của nó đâu đó Hà Nội nó chỉ rơi khoảng 800 đổ về thôi, vì hiện tại đang có hỗ trợ về thuế hay tất cả những cái chi phí đã rất là ưu đãi rồi. Còn kèm theo nữa, nếu mà quý khách hàng mình đang rất thích đó nhưng mà cái tiềm lực kinh tế mình đang có thể là bị thiếu hụt một chút, thì ví dụ bên tài chính của Toyota cũng như các đối tác ngân hàng, đúng không ạ? Khi quý khách hàng chỉ cần bỏ ra đâu đó rơi khoảng 200 đến 220 triệu là mình cũng đã sở hữu được dòng xe này rồi. Nó chỉ bao giờ khi khách hàng bỏ ra cái tầm tiền 220 triệu đã bao gồm chi phí lệ phí trước bạ và chi phí nộp về xe. Còn đâu, hãy để cái phần tài chính kia cho đội ngũ của xe 365 sẽ hỗ trợ cho quý vị và các bạn về phần hồ sơ cũng như thủ tục. Nên là cuối cùng quý khách hàng hãy nếu mà muốn quan tâm hãy gọi ngay cho đội ngũ của xe 365 với số hotline 0961 973 116. Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin đầy đủ về xe cho quý vị và các bạn. Một lần nữa hãy đăng ký để ủng hộ cho đội ngũ nhiều hơn. Cuối cùng xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách hàng ở một video tiếp theo ạ.